Hiền Tiên xin chào cô chú anh chị đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên buổi sáng ngày một của chú Vũ Linh của chú anh chị. Giờ vợ chồng của Hiền Tiên với lại 15 mét là đi vào đi thắp hương cho chú ha. Bữa nay là ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch. Hiền Tiên xin chúc cho quý ông bà cô chú anh chị đang xem kênh có buổi sáng ngày mùng 1 hoặc là nhiều niềm vui cũng như là an lạc bình an trong cuộc sống ha. Luôn có thật là nhiều sức khỏe trong những cái thời tiết như hiện nay đã có rất là nhiều dịch bệnh nè đó, rồi cũng như là trong cái thời gian thời tiết đang giao mùa ha, chuyển mùa. Cho chị thấy cái vỏ hoa của lần tiên ngọc đẹp không? Ai mang lên nè? Ai là người cầm vào mẫu nè? Tự anh không biết luôn. Nhưng mà vỏ hoa chung nha, vỏ hoa chung. Thiên Tiên, em lấy đũa em xài thôi. Anh có nhãn này mà. Chị à? Anh đố anh nè, tại anh biết tại sao mà luật sư Ngọc không đem vào mà để luật sư ăn mang vào? Người đàn ông đảm đang là đây. Đó là mới ý đầu và còn một ý nữa. Ý nữa không? Tại vì luật sư Ngọc là cầm hồ sơ. Ồ, quá đỉnh rồi. Đúng không? Chính xác. Trời ơi, em đừng có kỳ dễ anh. Trời ơi, từ cô chú tôi là nãy giờ Tiên không nói cái gì. Cái từ khi giải 15 mét á. Mà anh nói là đừng có khi giải vậy, anh không biết khi giải là cái câu nào. Câu nào chứng tỏ là Tiên khi giải 15 mét nào? Hôm qua có một vị khán giả cho 15 mét biết một cái thông tin rất là hay. Lý do vì sao Hồng Loan cùng với luật sư Ngọc lên đền mộ chú Linh? Wow. Vậy là có cái lý do. Có lý do đàng hoàng. Nên là nói chung là tất xin cả phép chú ra. Pháp lý là coi bây giờ là xong hết rồi đó. Bây giờ chỉ cần chờ tin chiến thắng thôi. Nhưng mà cái ngày mà 15 mét mà có cái thông tin từ chị Loan mà báo với tất cả cô chú yêu mến mà trong và ngoài nước là cái tin chiến thắng nha. Là 16 mét sẽ là 15 mét với lại Hiền Tiên là có một cái điều bất ngờ. Chiếc áo chiến thắng. Ủa gì đốt lâu dữ là được rồi. Đâu có bốc khói đâu, vậy là được rồi đó. Nhang này nó không bốc khói à? Ừ, nó không có cháy như nhang này bên đâu. Bên đây là 30 mùng 1 hay là? Mùng 1 tháng 10. Bên đây mùng 1 tháng 10. Âm lịch. Mùng 1 tháng 10 hả? Mùng 1 tháng 10 âm lịch. Là tháng 10 rồi ha. Nam Mô Di Đà Phật, năm nay ngày 1 tháng 10 năm Giáp Thìn. Con là chủ kênh Nam Đời Bình Dương Trình với các chư vị tổ thần tổ mộ đất đai chiến sĩ Nhân Trạch và cố nghệ sĩ Vũ Linh, lòng dội dàng ngoan, pháp danh Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi an táng tại Hoa Viên Kiến Thành Bình Dương. Thì hôm nay con thăm ba địa phương này, con mời hương linh của cố nghệ sĩ Vũ Linh, lòng dội dàng ngoan cũng như là tất cả các chư vị về dùng một ly cà phê sữa, mong rằng các chư vị sẽ phù hộ độ trì hãy cho hương linh của cố nghệ sĩ cho bản thân cũng về với cõi Phật bình an. Nam Mô Di Đà Phật. Mốt á, rút kinh nghiệm như Hiền Tiên. Sao? Mình trước khi lại á, quay cái cặp lên sao? Nha. Quay rồi mà tự nhiên nó tuột lên á, chứ đâu phải không quay. Tưởng nó chuyện gì kia rút kinh nghiệm. Nhưng mà cũng khịa người ta. Đó, phải chứ anh chị. Đây bà con. Sáng cho chú uống cà phê sữa. Đó. Dâng cà phê sữa lên cho. Cây phát tài á, là bây giờ. Ê, Hiền Tiên ơi. Làm thấy ghê. Hình như nó trổ ra nhiều rồi nè.
Chứ bên đây này em thấy trọc lóc. Hả? Bên sao? Bên đây là ngày nào cũng thăm, còn bên đó là lo. Không, bên đó là bữa nó tại có mấy cái nồi nhú đó nó sẵn rồi. Cho nên không có cắt, nó mới. Còn cái này là bây giờ là nó chưa thấy mọc. Và hiện tại là không biết nó có mực mọc lên không. Nó là tiên cũng chưa biết. Hôm bữa chị lo cũng nói cho tôi thấy nó đen hui rồi đó nghe. Ừ ơi, cái mặt hiện tiên xưa nay mụn dữ vậy. Đây nè, cô chú anh chị, cận cảnh cái người mà là được mọi người khen đẹp trai nè. Đâu được rồi. Nè, ra đây. Ra đây. Mày ảo, sống ảo. Ra đây coi, ra đây ảo coi. Không, ý nói là mày đặt ảo nè, ra đây coi. Ảo cái gì mà ảo. Để quay ra đây. Không có tự tin. Trời ơi, vậy, không tự tin vậy chứ mà đi dìm người ta. Nè, ra đây coi. Đi đây. Quá đây nè. Quá rồi bây giờ lau mộ mà quay mặt ra ngoài này cô chú anh chị đó thấy không? Bà gì mà vừa vãi á. Đó. Ừ, rồi lau mộ mày có ra. Đó, lau đi. Trời ơi coi kìa. Trời ơi có nè cái cận cảnh cái mặt nè, trời ơi đẹp trai quá. Ủa cũng tại mình khẽ người ta khẽ lại thôi. Gậy ông đập lưng ông hiểu không? Đánh gì cũng vậy, mình thấy mà mình không có điểm yếu á thì mình nói người ta. Đó, anh đi Halloween ở nhà. Halloween ở nhà. Ở cái chậu này ai dời la ta? Hello, hello. Chậu này nè. Ai mới dời la chậu này à? Không dời biết chị đâu biết. Dời. Hình như là thấy nó không căng xứng phải không? Dời ra nè. Phải không? Dời ra nè. Em nói dời là dời. Em dời. Ôm nhìn là em biết dời. Dời ra tới khúc cái chỗ bằng cái này đóng trước cái chậm trong đây nè. Không nằm trong hả? Ừ. Đây bằng miếng gạch nè. Hai cái chậu phát tài này ai dời ra nè. Chắc bữa chắc rồi. Ai dời? Không có ai dời la. Thôi có dời để hai con đó vô trong đó. Không, hai con đó là bữa giờ rồi mà chị. Vậy chị biết gì? Gì vậy? Em nhìn làm biết hai chậu phát tài này ai dời la nè. Thôi. Anh không biết là vợ không chứ anh thấy bộ. Là có cái trên cái vách tài có cái gì bây giờ đó. Hỏi là có anh em có ai vợ thì khai nghe chứ à, tôi nha. Không biết là trong đêm mà không biết có ai lên là vợ không đó là không biết nữa đó. Bây giờ phải tìm hiểu gấp nha. Đúng rồi. Hãy điều tra camera. Hay là bỏ cái gì vô mà vợ ra vợ vô đó không biết à. Chưa có ai vợ chọn này ra vậy. Ừ, đúng rồi. Đi nè anh ơi, nè có dấu còn nè. Nè. Mà. Đó, rồi, vậy là có người vậy. Vậy là nội bộ của mình không sao. Rồi ra anh rửa cái cây này mới trong đó, mới sạch đó. Giờ ra mà, đó anh giờ. Giờ rồi sao anh không trời vô giống như vậy? Giờ bữa đó rửa cái dấu cũ còn đây nè. Bỏ là không phải anh nhìn ngay cái mộ nè. Anh hết hồn tưởng đâu ai trong đêm giờ cái gì. Ở trong á. Nằm ở trong hết à. Chứ nội bộ không sao. Cái mí mộ nè, là hổm hai cái phát tài là nằm ở trong. Rồi bữa đó giờ ra đang rửa mấy cây nè. Không sao, ngồi trong nhà thì không sao. Rồi được rồi. Sợ người ngoài đường thôi. Nằm mấy sợ không biết. Sợ ai hay đi trong đêm rồi làm gì không? Em hỏi em cái này, em chia sẻ cái này tiên. Gì anh? Thằng kia nó điện em mới nói là kêu em ra ngoài quay hả? Thằng nào? Thằng gì đó, thằng Tiến, Bùi Xuân Tiến, đúng không? Không, gọi anh không đặng. Có gọi em không? Không. Cho nó là đây hết view hả? Quay gì đúng không? Không, mới kêu ra ngoài hả? Đang đâu rồi? Nói... Quỳnh mà. Anh nói là... Anh nói là đang ở Hoa Viên. Cái anh... Hoa Viên gì? Nó nói em quen ở Hoa Viên hả? Không, ý là... Anh gọi cái anh mà nhận cuộc gọi á. Thì anh là đang ở Hoa Viên. Rồi cái anh này anh mới nói là chạy ơi đi ra đi nhanh đi anh ư. Ở Hoa Viên giờ có gì đâu quay. Rồi nó kiếm tiền ở đâu ra? Kiếm tiền ở mộ. Thì... Nó kiếm tiền ở đâu ra? Sao ngoại không nói nó giờ kiếm tiền ở đâu ra? Dạ mình nghe. Anh vô đây trước nó nữa nè. Tại vì anh mở lo ngoài rồi em nghe. Giờ đây hết hả? Anh nói là ở Hoa Viên giờ có gì đâu quay. Thế gì á? Là cái anh lớn. Bữa giờ nó vô đây không? Hết nhiên gì không? Thì bữa giờ mới về đây rồi vô cúng nó. Ê, nó từ bữa giờ ra ngoài kia quay tới giờ không vô đây luôn cái gì. Chắc có việc nhiều khi ảnh về thành phố hay gì đó. Anh lớn ở đây chứ đâu. Anh lớn này cũng đi bắt đầu anh lớn đó. Thôi đi ra Đại Nam quay đi ở mộ ở Hoa Viên còn gì để quay nữa đâu. Thì đó có gì đâu quay đi. Thôi ra đây nhanh đi. Thì mình chỉ nghe là trong cái ghi, cái mở lo lớn lên á gọi là còn gì nữa quay nó thôi đi lên đây đi cậu mất tiền rồi
Nó thẳng vậy luôn, cậu hết tiền thôi. Cậu hết tiền đi. Ừ. Đang nói lại cho luôn. Cậu hết tiền rồi, đi ra quầy Đại Nam quay có tiền. Thì bây giờ sẵn tiện là đơn giản thôi, bây giờ anh em đã về đây rồi thì ghé lên đây thắp hương đi, có gì đâu. Có rồi nha. Đúng không? Ở đầu cái em muốn nói anh là anh chối nha. Có đâu, tại vì ông Đặng qua, ông Đặng nói gì? À, ông Đặng, bọn mày nói gì hả? Nói là ra đây nó đang quay pin tăng 3 lít rồi, ra để kiếm thằng hả? Tao nói ông qua ông Đặng gì, ông nói gì? Ông nói gì qua đây? Ông Đặng chối dữ lắm nha. Chối gì? Trên video là trăm chối, ngàn 3 lít chối, gì? Chối. Ông này phát hiện ông giờ là một chuyện bí mật. Mà cái nào tắt video đi là sẽ biết, tại không ai biết. Bí mật là cũng hơi bật mí không? Mà bây giờ là phải bật mí thôi. Rồi bây giờ là Tiên sẽ quay cận cảnh để bật mí cho cô chú anh chị nha. Ờ, quay cái này gì hẹn với hoài bà ơi. Này ta nổi mụn đi sao gì hẹn đâu thì ai phải làm mà hớt tóc là mà có biến liền. Hồi hấp nhang cậu. Cho nên là mình quyết định là một tháng mình hớt tóc hai lần. Ừ, tức là hai tuần là bắt đầu hớt tóc. Đấy. Nay nổi mụn có mấy miếng rồi gì hẹn hoài. Đó, quay nữa kìa, tới anh Nam quay kìa. Giờ ta anh Nam gì hẹn. Vô mai làm gì làm đi. Nói hay nói giỏi nha, con thương cậu con. Nếu mà anh em sắp xếp được thì tới khắp hương cho chú, còn không sắp xếp được thì khi nào có sắp xếp được thì đến. Rồi tới đây là Tiên xin khép lại cái video này cô chú anh chị ơi. Và Tiên xin chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi sáng hoặc là nhiều niềm vui. Thì Tiên sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo nha cô chú anh chị.